Chúa, tạ ơn Chúa về một năm đã qua. Anh Phan Văn Đơn sẽ cảm ơn Chúa trong giờ này. Cảm ơn Chúa, suốt một năm Chúa đã ban cho tôi. Cảm ơn Chúa, tôi cho nhiều phần để ngợi ca Chúa. Tôi xin phép được thay mặt cho ban nam giới và gia đình, con lời chúc hết thảy tôi con Chúa một năm ấy mới tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và mạnh và khỏe trong tình yêu của Chúa. Như dân ba câu hai cũng có nói, cầu nguyện cho chúng ta mỗi ngày phước và may mắn cho đời tôi được. Ngài ca Chúa và cảm ơn Ngài về một năm đã qua. Lời chúc tôn, lời tạ ơn.
Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì
những sự đủ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con là thờ phụng Chúa, chúng con là cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa vì nhân quả đối dụng mỗi chúng con trong sự hầu việc Chúa trong năm qua. Chúa biết từng người, từng hoàn cảnh, từng tấm lòng. Chúa biết từng công việc và xin Chúa ban phước quả trên mỗi chúng con. Và giờ đây chúng con ngài xin Chúa phán dạy chúng con trong lần hàng sống của ngài qua sứ đồ Phaolô để chúng con sống trong những ngày còn lại của cuộc đời, nhất là trong năm mới này. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh ám phật. Chúng ta cảm ơn Chúa. Năm 2016 bây giờ đã qua rồi quý vị. Từ tháng Giêng năm 2016 đến tháng 12 và ngày 31 tháng 12 2016 đã chấm dứt rồi. Và cảm ơn Chúa những việc mà con thấy Chúa đã làm trong năm qua, từ sự thờ phượng Chúa, học kinh thánh, cầu nguyện và làm tất cả mọi công việc trong nhà thờ như chúng ta cùng biết, từ bức phong trên tòa giảng, từ cái nôi ấy bông hoa, từ những trang trí ở trong ở tòa nhà thờ và những công việc mà chúng ta đã làm, Chúa ghi nhận hết. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Cho nên 2016 đã qua và năm 2017 đã đến, nhưng mà chúng ta còn 365 ngày nữa để tiếp tục làm việc nếu Chúa cho phép. Và nếu Chúa tiếp trước về trong nước Chúa thì chúng ta sẽ sang rồi. Nhưng mà xin Chúa cha chúng ta đến tận nhà trong 2017 này. Quý vị xem trong Sáng Thế Ký đoạn 8 câu thứ 13 có nói về ngày một tháng Giêng quý vị. Vào năm 601 đời của Noe, là người mà Đức Chúa Trời đã cho ông được đám tàu để cứu nhà mình, và nước lụt đã hủy diệt nhân loại thời bấy giờ. Đến năm 601 của đời ông thì ông có ghi lại như thế này. Ngày mùng 1 tháng Giêng, chúng ta xem trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 18, đoạn thứ 8 câu thứ 13. Ngày năm 601 của đời Noe, ngày mùng 1 tháng Giêng, nước đã dập bài mặt đất khô. Noe đèn dở mũi tàu mà nhìn, này mặt đất đã xa. Ngày mùng 1 tháng Giêng nói về cái năm mới đầu năm, và chúng ta ngày nay kể là năm mới dương lịch. Nhưng ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17 thì cũng có nói về một cái điều quan trọng hơn, là không phải nói về ngày tháng nhưng nói về con người của chúng ta. Mà trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17 mà chúng ta đã đọc hai lần câu kinh thánh nó nói gì? Vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Nói về một con người mới, chứ không phải chỉ nói về thời gian mới. Thời gian mới cũng rất là cần, nhưng con người mới là điều mà chúng ta phải học. Như vậy chúng ta cậy ơn Chúa, Chúa Nhật hôm nay ngày 1 tháng 1 2017, chúng ta sẽ học về người mới ở trong một năm mới. Ai nấy cũng ước mong có gì cũng mới phải không quý vị? Ở đây nhưng mà chúng ta suy nghĩ người mới trong năm mới này ước mong cái gì, ước nguyện cái gì? Quý vị đã từng ước nguyện mỗi năm rồi, và chúng ta kỷ niệm lại những ơn phước mà Chúa đã ban cho, những ước nguyện mà chúng ta mong muốn đã thành sự thật chưa? Mà người Việt chúng ta có câu đó là giấc mơ thì sao thành sự thật. Nhưng cái giấc mơ của chúng ta đây, ước nguyện này không phải là chỉ vì ở trên đời này, nhưng ước nguyện của chúng ta trong năm mới này, quý vị ước nguyện cái gì quý vị? Sứ đồ Phaolô có nhiều ước nguyện. Ông là người Pharisee rất bực giữ gìn tin tính Chúa. Ông là một người còn có thể nói là sốt sáng trong những luật pháp nữa.
nhưng ông đã sai lầm. Nhưng mà ông ước nguyện một điều là vì cớ ông không biết Chúa, cho nên ông đã quậy phá hội thánh của Chúa tại hội thánh Jerusalem, cả xứ Giu-đê và lên thành Đa-mát, anh cũng muốn đến quậy phá nữa. Quý vị được biết ở trong sứ đồ đoạn 8 câu 1 đó nói rõ đó. Hội thánh Chúa tại thành Jerusalem bị một cơn bắt bớ dữ tợn. Phaolô sắm vào các nhà đàn ông đàn bà, bắt bỏ tù và đem ra giết một người. Mà ông là một người nói rằng biết Chúa, mà ông biết chỉ có một Đức Chúa Trời thôi. Ông phủ nhận không tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, mà ông quay lại Đức Chúa Trời là đấng mình không thấy được, mà Chúa Giê-xu đến để giải bài cha cho ông biết, nhưng mà ông không tin. Như trong Giăng đoạn 1 câu thứ 18 nói rằng không ai có thể thấy được Đức Chúa Trời được, chỉ có con một ở trong lòng cha là đáng đến để làm gì? Giải bài cha cho chúng ta biết. Nhưng ông Phaolô không tin, mà Chúa Giê-xu đã giải bài cha cho ông biết. Mà nếu quý vị nói giải bài cha thì Chúa Giê-xu giải bài cái gì quý vị? Làm sao mà Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời là đấng mình không thấy được, và bây giờ Chúa Giê-xu giả bài cha như thế nào? Quý vị có nhớ không? Chúa đã giả bài cho một ông luật sư, một giáo sư, một nhà lãnh đạo của Do Thái, đây là Nicodem. Ông cũng không biết Đức Chúa Giê-xu là ai, cho nên ông đã tìm kiếm đến để biết Chúa. Ông đến ban đêm, ông chào hỏi Chúa, nhưng mà Chúa đã giải bài gì? Nicodem ơi, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế nhà. Biết Chúa là đáng yêu thương, cho nên vì vậy mà ước nguyện của mỗi chúng ta trong năm mới này là gì? Biết Chúa, đây là điều quan trọng. Ở trong câu thứ 11, cho chúng ta thấy cho đến câu thứ 13, thì quý vị xem là trong Kinh Thánh có gì? Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình. Chúng tôi chẳng phô mình cùng anh em, nhưng muốn trao cho anh em cái dịp khoe mình vì chúng tôi, để anh em có thể đối đáp lại những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài mà không thành thật ở trong lòng. Biết Chúa là điều quan trọng của người Việt. Người Việt mình có câu nói gì? Khôn cũng chết, phải không? Dại cũng chết, nhưng mà sao? Biết thì không chết. Khôn cũng chết, dại cũng chết, nhưng biết không chết. Nó biết thờ cục thế nào mà ủy chuyển mình sống để có thể mình bảo vệ thân xác, nhưng mà ở đó là chỉ biết một thời gian rồi cũng sống một thời gian rồi có thể chạy mánh mung cách này cách kia,